Cập nhật tin tức Hoa Kỳ và Thế Giới, bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau Donald Trump tái đắc cử Tổng thống, điểm tựa duy nhất của 320 triệu người dân Mỹ lúc này Tình thế đảo ngược, Afanik Willis và đồng bọn bị tòa án phúc thẩm George truy tố tội vu khống Tổng thống Trump Tổng thống Mexico thêm dầu vào lửa khi cùng với Joe Biden làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng biên giới Và sau đây là phần tin chi tiết Thưa quý vị, khi nền kinh tế Hoa Kỳ đang bị hủy hoại bởi các chính sách kém hiệu quả của chính quyền Biden, đặc biệt là Binomics của ông ta, người dân Hoa Kỳ vẫn còn một điểm tựa để tin tưởng duy nhất, đó là Donald Trump sẽ tái đắc cử tổng thống năm 2024. Với những chính sách kinh tế tuyệt vời, chắc chắn ông ấy sẽ lại đưa nền kinh tế Hoa Kỳ một lần nữa vĩ đại trở lại. steel Moore, một trong những chiến lược gia hàng đầu đứng sau các chính sách cắt giảm thuế của tổng thống Donald Trump, đã có buổi chia sẻ về những lợi ích mà những chính sách này mang lại và những hậu quả có thể xảy ra nếu chúng bị hủy bỏ. Theo Moore, lý do hàng đầu để duy trì các chính sách cắt giảm thuế này là vì chúng đã tạo ra nhiều việc làm hơn. Ông cho biết cùng với Larry Kudlow và Arthur, bọn họ đã tạo nên một đội ngũ tuyệt vời để thực hiện hóa mong muốn của ngài Trump. Các số liệu kinh tế cho thấy không chỉ có thêm nhiều việc làm mà thu nhập từ thuế cũng tăng lên do nền kinh tế phát triển việc cắt giảm thuế doanh nghiệp từ mức cao nhất thế giới xuống mức thấp nhất đã thu hút nhiều nhà máy và vốn đầu tư trở lại Hoa Kỳ. Đây thực sự là một chính sách tuyệt vời của chính quyền Donald Trump. Moore cũng nhấn mạnh rằng, chỉ còn 10% người dân Mỹ phải kê khai chi tiết các khoản khấu trừ thuế của họ nhờ vào việc tăng gấp đôi mức khấu trừ tiêu chuẩn. Điều này làm cho việc khai thuế trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trung bình, người lao động tiết kiệm được khoảng 2.000 đô la mỗi năm nhờ vào chính sách thuế này. Tuy nhiên, Vấn đề đặt ra là nếu các chính sách cắt giảm thuế này hết hiệu lực, nhiều người lo ngại sẽ có sự gia tăng về thuế lợi tức và thuế doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là lợi nhuận từ các công ty sẽ chuyển nhiều hơn vào ngân sách chính phủ thay vì vào tay các cổ đông, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán. Nhiều nhà đầu tư vẫn giữ vững niềm tin rằng Tổng thống Trump sẽ thắng cử và giữ nguyên các chính sách này. Nhưng trong trường hợp Biden thắng cử vào ngày 6 tháng 11, thì ông ta có thể sẽ có đủ quyền lực để loại bỏ các cắt giảm thuế của chính quyền Trump. Điều này sẽ rất bất lợi cho người lao động và thị trường chứng khoán. Một báo cáo gần đây về số lượng công việc đang mở, JOLT Report, cho thấy có 8.059 triệu công việc đang chờ người làm, mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Dù thị trường lao động đang có dấu hiệu yếu đi, nhưng vẫn có rất nhiều công việc rộng mở cho những người có kỹ năng. Tuy nhiên, vấn đề lớn hiện nay là nhiều công việc không trả đủ để theo kịp lạm phát khủng khiếp do cụ Biden tạo ra khiến nhiều người dân cảm thấy bất mãn khi phải đối mặt với giá cả tăng cao tại cửa hàng tạp hóa và trạm xăng dầu. Moore cho rằng, không phải là không có công việc, mà là mức lương không đủ để duy trì cuộc sống trong bối cảnh lạm phát. Điều này đặc biệt khó khăn đối với những người chỉ có thể làm việc bán thời gian. Việc duy trì và mở rộng các chính sách cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ giúp giải quyết những vấn đề này, tạo thêm nhiều việc làm và giữ cho thị trường lao động phát triển bền vững. Kính thưa quý vị thân mến, tòa phúc thẩm tiểu bang Georgia đã ấn định một phiên điều trần vào ngày 4 tháng 10 để xác định xem liệu công tố viên quận hạt Fulton, bà Penny Willis, có thể còn tiếp tục vụ kiện RICO mà bà đưa ra chống lại Tổng thống Donald Trump và 18 đồng phạm khác hay không. Một thách thức đã được đưa ra đối với bà Penny trong việc được ở lại để tiếp tục vụ án, do có một nguồn tin tiết lộ rằng bà có quan hệ tình cảm với một trong những luật sư mà bà đã đưa vào vụ truy tố cùng có thêm những cáo buộc về sự sử dụng không phù hợp về mặt tài chính. Vụ truy tố mà bà đưa ra cáo buộc Tổng thống Trump và nhóm của ông đã tham gia vào một âm mưu trong cuộc bầu cử năm 2020. Theo ABC News, ngày dự định diễn ra phiên điều trần là ngày 4 tháng 10. Thông báo về phiên điều trần cho biết, lịch sẽ được gửi đến luật sư trong hồ sơ xác nhận ngày chính xác của cuộc đối thoại tranh luận. Tháng trước, tòa phúc thẩm đã đồng ý thụ lý vụ việc. Tổng thống Trump và các đồng minh của ông trong vụ truy tố đang kháng cáo phán quyết của thẩm phán Scott McKay để giữ lại bà Willis hoặc người tình của bà là Nathan Quay trong vụ án. Theo phán quyết của thẩm phán McKay, cho phép một người ở lại trong khi người kia phải rút lui khỏi vụ án. Ông Quay, không phải là công tố viên chính trong vụ án chống lại tổng thống Trump, đã tự chính mình từ chức để bà Willis tiếp tục truy tố tổng thống thứ 45. Tôi xin từ chức có hiệu lực ngay lập tức với tư cách là công tố viên đặc biệt của văn phòng công tố quận hạt Fulton. Ông Quay viết trong đơn từ chức vào thời điểm đó vào hồi tháng 3. Trong một tuyên bố vào tháng trước khi tòa phúc thẩm tiếp nhận vụ việc, luật sư Steve Shadow của Tổng thống Trump nói, Tổng thống Trump mong muốn được trình bày các lập luận đối lập với tòa phúc thẩm tiểu bang Georgia vì lý do tại sao vụ việc nên bị bác bỏ và công tố viên quận hạt Fulton, bà Willis, nên bị xử lý hay bị loại vì hành vi sai trái của bà trong cuộc đàn áp chính trị phi lý không chính đáng này. Phán quyết của tòa phúc thẩm nêu rõ, sau khi xem xét đơn kháng cáo tạm thời tòa ra lệnh rằng nó được cấp phép. Tổng thống Trump cho rằng vụ việc này có động cơ chính trị, dẫn đến phán quyết của thẩm phán McAfee. Các câu hỏi xung quanh mối quan hệ tình cảm giữa ông Quay và bà Willis đã dẫn đến điều mà nhiều người cho là xung đột lợi ích tài chính. Trung bình, ông Quay được trả lương cao hơn các công tố viên đặc biệt khác trong tiểu bang và ông Quay đã mua vé máy bay đến các địa điểm nghỉ dưỡng dưới tên bà Willis. Như vậy là vụ án ở Fulton sẽ không còn hy vọng gì được xử trước cuộc bầu cử năm nay. Ngày 4 tháng 10 là tranh luận về bà Fanny có được làm công tố hay không, sau đó mới chờ phán quyết của tòa rồi mới tiến hành vụ truy tố. Đây là một chiến thắng lớn của kháng cáo của phía tổng thống Trump. Thưa quý vị, trong khi Hoa Kỳ đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng di cư với hàng loạt các hệ lụy như tỷ lệ tội phạm gia tăng, tội phạm và băng đảng nhập cư trái phép của Biden, fentanyl liên tục tuồn qua biên giới thì mới đây, tổng thống Mexico sắp mãn nhiệm, ông Lopez Obrador đã thông báo rằng ông có thể sẽ gặp tổng thống joe biden rất sớm rất có thể là vào thứ ba tới để thảo luận về lệnh nhập cư mới của mỹ không rõ hành động này của hai nhà lãnh đạo có ý đồ gì khi ai cũng biết mexico không hề là một quốc gia thân thiện với hoa kỳ họ có chung đường biên giới với mỹ thế nhưng họ lại không có động thái gì để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp đổ dồn vào biên giới hoa kỳ đã có nhiều nghi vấn về việc liệu mexico có thật sự là đồng minh của mỹ trong vấn đề nhập cư hay không nhiều người cho rằng Mexico và các băng đảng ma túy kiểm soát phần lớn các cơ quan chức năng ở nước này sẽ không làm gì để giúp Mỹ trong vấn nạn nhập cư. Ngược lại, rất có thể Joe Biden sẽ tiếp tay Mexico để làm trầm trọng thêm tình trạng biên giới đáng báo động ở Hoa Kỳ. Chúng ta đều biết ông tổng thống lần này không mấy mặn mà gì với quốc gia của ông ta. Ông ta là ứng cử viên tổng thống của Trung Quốc với mục đích tối thượng là tận diệt Hoa Kỳ. Tình hình biên giới hiện tại đã là quá muộn để giải quyết và tổng thống mới của Mexico có thể sẽ tệ hơn cả Obrador. Tổng thống mới của nước láng giềng không hề tỏ ra sợ hãi Joe Biden và lệnh hành pháp này của chính quyền Biden, chỉ là một trò đùa chính trị nhằm tìm kiếm phiếu bầu vào tháng 11. Lẽ ra hành động muộn màng này của tổng thống nên được thực hiện từ 2-3 năm trước để ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Hậu quả giờ đây là các vụ án mạng liên quan đến tội phạm nhập cư của Biden, những cái chết không cần thiết và tình trạng buôn bán fentanyl đã tràn qua biên giới Mỹ, cảnh sát trưởng Jones ở Ohio cho biết, tình trạng fentanyl là một vấn đề lớn đối với bang này, với khoảng 5.000 người chết mỗi năm do fentanyl được đưa vào từ biên giới Mexico. Cảnh sát trưởng nhấn mạnh rằng, nhiều người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ, đã từng bị trục xuất nhiều lần, nhưng vẫn quay lại và tiếp tục gây án. Sheriff Bianco từ California cho biết, với các xa lộ chính như xa lộ 10 và xa lộ 15 từ biên giới đi qua quận Riverside, nơi đây, đây trở thành trung tâm tiếp nhận người nhập cư bất hợp pháp. Ông chỉ trích rằng lệnh nhập cư mới của Tổng thống Biden không giải quyết được vấn đề, mà ngược lại còn làm tình hình tồi tệ hơn, khiến cho Hoa Kỳ bị nhiều người nhập cư bất hợp pháp xâm nhập hơn và cũng làm gia tăng kiểm soát của các băng đảng ma túy tại biên giới. Bianco cũng nhấn mạnh, phần lớn người nhập cư bất hợp pháp là nam giới độc thân, bọn chúng là những tên tội phạm có ý định gây hại cho nước Mỹ. Tình hình này như một thùng thuốc súng chờ phát nổ, và tổng thống nhu nhược joe biden là nguyên nhân chính thay vì ngăn chặn ông lại cố ý gây ra vấn đề này ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức lệnh nhập cư mới của tổng thống biden đang gặp phải vô vàn chỉ trích từ dư luận trong nước nhiều người gọi đây chỉ là một trò đùa chính trị nhằm tìm kiếm phiếu bầu đến từ chính quyền thối nát biden và đám tay sai của ông ta tình hình biên giới ngày càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn bao giờ hết và nhiều người dân lo ngại rằng điều này sẽ hủy hoại hoàn toàn nước mỹ